Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Fast Community Airdrop. Thì để tham gia chương trình Airdrop này, mình link phần link mô tả dưới video Start Chatbot. Rồi, các bạn sẽ nhận được 100 triệu token Fast nha bạn. Rồi, bạn bấm vào nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn đi tiếp cho comment luôn các bạn. Rồi trên Twitter nữa các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn hoặc 5 người bạn của mình. Các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi các bạn trả lời nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tweet bot. Rồi các bạn bấm vào tweet bot bên này nè. Ôi mình đã bot rồi. Các bạn bấm đăng test bên này luôn các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm submit đi tên. Submit. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng winvnnh9. Tiếp tục các bạn submit in report. Thì bạn qua Twitter của tất cả bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã tweet bot nè. Sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây. Revis. Submit cập. Thì này submit bot comment. Thì các bạn điền lại username Twitter các bạn đã follow dán nha bạn. VNNH9 submit username. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ IP sang machine bet20 trên chiếc chocolate của tất cả bạn. Rồi bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 10.000 token phát nè. Bằng việc đánh ghép chia sẻ trong web và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.